con gái ông Obama mặc áo ngực xuống phố. Khoảnh khắc Sasha Obama mặc thiếu kín đáo, phô cơ thể quá đà, hút thuốc xuống phố đang gây bàn tán trên mạng. Sasha Obama được paparazzi ghi lại khoảnh khắc xuống phố cùng bạn bè hồi cuối tuần, nhân dịp ngày lao động Mỹ. Con gái của cựu tổng thống Obama trở thành đề tài bàn tán trên mạng khi mặc áo ngực ra đường. Con gái ông Obama được cho là mặc thoáng hơi quá so với bạn bè. Cộng đồng mạng cũng cho rằng thiết kế không mấy phù hợp với Sasha. Con gái 22 tuổi của Obama thường xuyên xuống phố với phong cách hở quá đà. Giới săn ảnh cũng thường xuyên chụp lại ảnh Sasha hút thuốc ở nơi công cộng. Sasha Obama năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Nam California chuyên ngành xã hội học. Hiện, cô sống ở Los Angeles, chưa rõ công việc hiện tại. Đồng ý là có thể mặc gợi cảm nhưng thế này có hơi quá không? Mặc thế này không biết cha mẹ phản ứng thế nào. Tôi nghĩ vợ chồng ông Obama cũng quá thoải mái rồi, là một số bình luận trên Twitter. Cuối tháng 8, Sasha xuất hiện trong bữa tiệc hậu concert của rapper Drake và Savage. Tiệc diễn ra lúc rạng sáng tại quán bar nổi tiếng The Bourke Street Club. Báo phương Tây đưa tin con gái ông Obama tiệc tùng đến 4 giờ sáng. Bữa tiệc còn có sự xuất hiện của Malia Obama. Chị gái của Sasha cũng nổi tiếng với phong cách ăn mặc phóng khoáng. Cô đang là biên kịch trẻ, hoạt động ở Hollywood. Chị em nhà Obama lên xe sau khi tiệc tùng. Hai chị em đang sống cùng nhà ở Hollywood, không ở cùng cha mẹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.